Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn là cách để chúng ta rút được cái đồng OMN ở trên app Omega Network. Thì theo cái thông tin trước đó thì mình cũng đã cập nhật cho các bạn đó là cái lần rút thứ hai của đồng OMN thì sẽ được rút ở trên app và chúng ta không cần phải rút không phải vào cái trang web Clam để chúng ta Clam nữa, vì như vậy thì nó sẽ rất là phức tạp đối với những bạn mới, những bạn mà chưa biết cách để chúng ta Clam thì rất là khó làm, bởi vì chúng ta phải dán vào trình duyệt của ví, rồi chúng ta sẽ cần phải connect với ví, rồi chúng ta cần phải Clam, nó rất là phức tạp. Và ở đây thì dự án đã giảm bớt được những cái phức tạp đó và giải quyết cho chúng ta rút ở trên app. Cách rút trên app này thì nó cũng khá là đơn giản, thì các bạn xem kỹ cái video thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách rút. Ở đây thì các bạn truy cập vào app, sau đó thì các bạn nhấn vào phần ba gạch, tiếp theo các bạn nhấn vào phần ví cho mình. Thì các bạn truy cập vào ví, các bạn sẽ thấy cái giao diện nó như thế này. Nếu như mà các bạn nào mà không thấy cái giao diện như thế này thì các bạn có thể là cập nhật cho mình cái phiên bản app Omega Network phiên bản mới nhất nhé, bởi vì nó mới ra một cái phiên bản app mới nhất và nó nâng cấp cái phần này, thì các bạn sẽ thấy nó có cái phần gửi và bên này thì nó có cái phần dịch. Thì các bạn nhấn vào phần gửi này cho mình này, đây là chính là cái phần rút nhé. Rồi ở đây nó sẽ là cái địa chỉ ví. Thì cái địa chỉ ví này ấy, nó sẽ là hiện luôn cái địa chỉ ví của các bạn khi tạo. Đây, các bạn sẽ để ý chính là cái ví Omega Network của các bạn 4074 nhé. Mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ vào Omega Chan này. Đó, đây thì các bạn sẽ thấy là 4074 chính là chúng ta sẽ rút về cái ví Omega Chan của mình. Tức là chúng ta sẽ rút về cái ví Omega Network của mình ấy. Đó, thì các bạn bấm vào đây. Các bạn nhấn vào quay trở lại cái phần này, các bạn sẽ nhấn vào đây, nó sẽ hiện luôn cho chúng ta cái địa chỉ ví của chúng ta khi chúng ta tạo ở trên app nhé, chứ không phải là địa chỉ ví mà chúng ta thực hiện KYC. Khi các bạn KYC thì các bạn có thể sử dụng cái ví Omega Network hoặc các bạn có thể sử dụng cái ví MetaMask hay ví Chainlink, còn ở đây thì nó sẽ là liên kết luôn với cái ví Omega Network của bạn. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn số tối đa ở đây là của mình có 4.158 thì mình sẽ nhấn rút tối đa nhé. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào phần cái mã này, mã code này. Rồi cái mã này ấy, nó chính là cái mã 2FA, tức là cái mã xác thực hai yếu tố. Thì mình đã có cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách tạo mã 2FA, mã 2 xác thực hai yếu tố này rồi. Thì các bạn mở Google Authent của các bạn ra, sau đó các bạn copy cái cụm từ gồm 6 số đó, các bạn nhập vào đây. Đó, các bạn dán vào đây, sau đó các bạn nhấn gửi. Rồi cái mã code này mà các bạn nhập không nhanh thì nó sẽ phải loát lại, chúng ta lại phải nhập lại. Và các bạn lưu ý là cái phí rút của chúng ta sẽ 0.01 OMN. Giao dịch đã được gửi, vui lòng đợi xác nhận. Đó, như vậy là mình đã rút thành công hết cái số dư của mình. Ở đây là mình có hơn 4.000. Rồi thì khi mà các bạn rút xong thì cái số này nó sẽ về không, thì các bạn sẽ lại chờ nó mở khóa thêm, thì chúng ta mới rút ở trong ngày mai, và mỗi một ngày chúng ta chỉ rút một lần thôi. Các bạn nhấn vào Omega Network này, wallet này, sau đó các bạn nhấn vào Omega Chan thì các bạn sẽ xem cái số dư ở đây. Cái số dư ở đây thì hiện tại thì dự án còn đang phê duyệt cho nên là mình vẫn chưa nhận được cái số dư về đây nhé. Thì các bạn sẽ nhấn vào phần lịch sử thì các bạn sẽ xem được cái số dư của các bạn ở đây. Lần trước là mình đã rút thành công 30.484 đồng OMN và lần này thì mình sẽ là rút 4.158, và cái chế độ nó đang xử lý nha các bạn, thì các bạn sẽ thấy ở đây. Thì cái lệnh rút này thì chúng ta đành phải chờ, thì khi nào cái lệnh rút này về thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn cái thông tin và hướng dẫn cho các bạn đưa lên sàn các bạn và cách bán cái đồng OMN này nhé. Rồi ok, như vậy là sau 1-2 lần loát thì cái đơn rút của mình nó đã được phê duyệt. Thì các bạn back lại cho mình. Đó, các bạn nhấn lịch sử này thì các bạn sẽ thấy được cái đơn duyệt của mình đã thành công. Thì các bạn nhấn vào Omega Chan. Đây, các bạn nhấn vào Omega Chan thì các bạn sẽ xem được cái số dư nhé.
Đây, cái số dư của mình đã là 4.158, mình đã rút thành công nhé. Bây giờ mình sẽ rút lên sàn MEX mình bán. Cái này thì các bạn bán ở cái sàn nào cũng được nhé, vì giá ở cái sàn nào nó cũng ngang ngang nhau. Chúng ta không cứ là phải rút bán ở trên sàn OKX. Các bạn bán ở trên sàn nào cũng được. Rồi, OMN này, mình sẽ rút lên sàn MEX bán nhé. Và cái giá hiện tại thì đang khá thấp, thì các bạn nhấn vào lạp này. Rồi tiếp theo các bạn chọn OMN này. Rồi sau đó các bạn copy cho mình cái địa chỉ này này. Đó, các bạn quay trở lại app. Đây, các bạn nhấn vào đây. Các bạn nhấn gửi đi cho mình. Thì ở đây thì các bạn dán cho mình cái địa chỉ ví của sàn Omega, à sàn MEX nhé. Và OMN này, token này. Và các bạn chọn cho mình này, tối đa này. Thì ở đây thì mình sẽ không rút tối đa mà mình sẽ rút đây 4.156 và 58. Các bạn nhấn tiếp tục này, các bạn xác nhận này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhập cái mã code của ví. Rồi OK, như vậy là đang thực hiện cái giao dịch, thì các bạn chờ một chút. OK, như vậy thì đã gửi thành công rồi nha các bạn, và cái số dư của mình còn ở đây. Mình sẽ lên sàn MEX mình xem là tiền nó đã về chưa nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là bán ở trên cái sàn MEX. Chờ một chút tiền về thì mình sẽ bán luôn cho các bạn xem. Thì những cái bạn nào mà đã biết cách bán rồi thì các bạn có thể là bỏ qua cái phần này nhé. Còn những bạn mới tham gia vào chưa bán cái đồng coin nào ở trên sàn lần nào ấy, thì các bạn có thể là xem kỹ cái phần này, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn biết cách làm. Thì lần sau chúng ta bán các cái đồng coin khác thì nó cũng tương tự như vậy, thì các bạn cũng không cần phải bỡ ngỡ nữa. Rồi mình sẽ chờ một chút xem tiền đã về chưa nhé, mình sẽ loát lại này. OK, như vậy thì là tiền đã về nha các bạn. Ở đây thì là mình có 4.158, đồng OM thì đã sắp xỉ là 178 nhé, thì mình sẽ bán luôn này. Đó, các bạn kích luôn vào đây. Đây nhé, mình sẽ làm chậm cho các bạn này. Các bạn nhấn vào phần ví này, sau đó các bạn nhấn vào OML này. Tiếp theo các bạn kích vào đây. Các bạn kích vào đây nhé, giao dịch ngay nhé. Rồi thì các bạn nó sẽ có hai cái phần, đó là mua và phần bán. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán. Thì các bạn nhấn vào bán. Bán thì ở đây thì các bạn sẽ có hai cái cách để chúng ta chọn. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn limit, tức là chúng ta sẽ chọn theo cái giá của chúng ta chúng ta đặt. Còn nếu như các bạn muốn bán ngay theo cái giá hiện tại trên sàn đang có, thì các bạn chọn là bán lệnh market. Thì ở đây thì các bạn kéo hết cho mình, sau đó thì các bạn nhấn vào phần bán OMN đó, thì nó sẽ khớp lệnh ngay. Còn các bạn chọn cái limit thì các bạn sẽ là chọn với cái đặt theo cái giá mà các bạn mong muốn. Ví dụ như bây giờ đang giá là 0.04 mà các bạn muốn bán giá 0.05 chẳng hạn, thì sàn nó sẽ lưu lại cái lệnh của các bạn, và đến khi mà cái giá của cái đồng OMN này nó lên đến đúng cái 0.05 thì nó sẽ khớp lệnh cho các bạn. Còn các bạn chọn cái giá thị trường thì các bạn nó sẽ khớp lệnh ngay. Rồi OK, như vậy thì mình cũng đã bán thành công hơn 4.000 một cái đồng OMN và được là 175 đô. Đó. Thì cái cách để mà rút cái đồng rút cái đồng USDT này về thì rất là đơn giản thôi, thì mình sẽ không hướng dẫn cho các bạn nữa. Các bạn chỉ cần nhấn vào USDT, sau đó thì các bạn nhấn rút. Và các bạn sẽ rút về sàn Zemitalo hay là sàn Olut để các bạn sáng bán sang tiền Việt. Đó, thì cái này thì các bạn sẽ điền địa chỉ ví này. Sau đó thì các bạn chọn mạng. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải chọn mạng, và sau đó thì các bạn chọn tất cả này. Đó. Và các bạn nhấn xác nhận, như vậy thì nó sẽ rút về các sàn khác mà các bạn muốn rút. Rồi, OK, thì cái video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.